Con cho vịt quay ra đĩa đi, ngon lắm đấy. Ơ, sao lại vịt quay hả? Con thích ăn gà nướng cơ mà. Gà với vịt thì cũng hai chân hai cánh giống nhau, có khác gì đâu. Nhưng mà con vịt biết bơi, còn con gà thì không ạ. Thôi đi, đừng có mà mè nheo. Hôm nay bố cô không có ở nhà đâu. Ơ, nhưng mà sao bố với thằng Nam lại về quê thế mẹ? Thì con thử nghĩ mà xem. Dương ơi, nghe điện thoại đi con. Sao cứ để nó kêu thế? Ăn đùi gà không? Em ship cho. Gà siêu thơm, siêu ngon đây. Ở đâu ra đấy? Đây, bố với các chú đang ăn đi à? Ngon không? Ở đây rất là vui nha. Bố cho em đi chơi, đi câu cá luôn nha. Thích ơi là thích, biết là chị không được đi. Có gì mà thích? Sao cô? Có rất nhiều trâu, rất ở với dáng của chị. Cái thằng mày thích chết không? Mày về nhà xem tao có đánh mày không nhá. Thôi, em đi chơi đây. Chúc chị ở nhà chan ôm nha. Ai gọi điện thoại đấy con? Thằng Nam mẹ ạ. Mặt nó hơn lắm luôn ý. Thế mà sáng bố lại bảo nó không thích về quê. Lấy cho mẹ cái bát đựng nước chấm con. Bố cho nó mò cua bắt cá gì ý. Nó còn đang được ăn gà nướng. Còn bố thì con thấy đang ngồi uống rượu với mấy chú. Thôi kệ, lâu lâu mới về quê. Cứ để cho hai bố con nó thoải mái con ạ. Dương, bố biết lúc này bố nói gì con cũng không muốn nghe. Bố cũng đã thấy mình sai rất nhiều rồi, nên không có gì để bào chữa cả. Nói ra có lẽ cũng chỉ càng làm con thêm khó chịu. Dương của bố nay đã sắp 17 tuổi rồi nhỉ. Vậy mà chẳng hiểu sao đối với bố, Dương vẫn chẳng khác gì cô bé lên 5 tuổi, vẫn luôn quấn bố. Có chuyện gì cũng tìm bố để tâm sự như ngày nào. Ngày ấy mỗi lần chơi đuổi bắt với con vẫn hay dỗi bố vì bố đi quá nhanh nên dễ dàng bắt kịp con. Bố hay phải giả vờ dậm chân tại chỗ để cố gắng không thể nào đuổi kịp con. Thế rồi từ lúc nào chẳng biết, con đã lớn quá nhanh, đi quá xa mà bố vẫn còn dậm chân tại chỗ. Bố vẫn mãi là ông bố lạc hậu mà không hay rằng điều con cần ở bố cũng lớn dần lên theo sự trưởng thành của con. Bố sẽ không bao giờ quên cái ngày đầu tiên Dương nắm chặt tay bố để dò dẫm những bước đi đầu tiên của con trong cuộc đời này. Và cũng chính là những bước đi đầu tiên của bố trong hành trình làm cha. Ngày ấy con vấp ngã, bố vẫn luôn vội vã đỡ con lên. Bây giờ bố có sai lầm, con có thể nào đỡ bố như vậy được không?